sóc đó, cái cô gì ở Hà Nội á. Không 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 nhớ cô ấy. Cô bây giờ cô về ở trên đó hay sao mà còn thầy? Không không rõ nữa, không biết cô ấy không hoan hỉ đâu, không biết. Ở đây có một sư cô là cô Tịnh Thanh Tịnh, cô Thanh Như thôi. 60 tuổi. Với một cô 80 tuổi. À hai cô ở trên đó luôn hả? Đã đó, có đó, đây. Hai đây trên này này, trên chân núi à. À. Đấy, quá tuyệt vời đấy. Giờ các cô phải cố gắng lên vượt qua đi chứ, năm ngoái đi 8 tháng rồi, năm nay chưa thì 8 tháng này, bây giờ năm nay tháng 10 rồi mà bây giờ nó 8 tháng rồi, hết năm rồi, trả lấy 8 tháng năm trước thì cũng phải giữ đi 8 tháng chứ, bây giờ này không giữ được tí nào nữa thì thôi chết rồi. Con thấy thầy phát tấn con như vậy là con cũng thấy là pháp nó sôi sục trong người con rồi đấy. Mày xuống hổ chứ, bảo là năm ngoái mày năm ngoái phải tắc ý nhắc, ông thầy nhắc vậy là đúng đấy. 8 tháng năm ngoái mày vượt qua này đỉnh cao rồi, có bao giờ mày đi được 8 tháng một năm chưa? Năm nay mày về từ tháng 2, bây giờ tháng 12 đến nơi rồi, vậy là mất được rồi. Vì năm nay làm gì được 8 tháng, còn 2 tháng cuối năm mày có quyết tâm được không? Biết đâu ngày mai nó vác túi gì luôn. Từ trường này nó gọi đi luôn chứ. Bây giờ phải quyết tâm chứ, bảo thôi thôi đi, tôi sốt ruột lắm, ở nhà sốt ruột lắm này, thôi ông ở nhà ông lo đấy, năm ngoái tôi đi 8 tháng, năm nay bao nhiêu tháng rồi chả được gì cả mà nó sốt ruột rồi, bệnh tật ra cũng khổ thân ông. Nói vậy là rồi ông ấy chịu đấy. Quyết tâm, còn cái việc con cái nó hiểu rồi thì thôi kệ nó đi thôi. Cô cuộc đời xuống có duyên như thế, còn nhiều người còn khổ hơn nữa, họ kèm đủ thứ ấy. Nói là ngay cái mà nắm cạnh nhau với ấp ổ là nó khó không bật ra được thầy ạ. Nó kia nhưng mà cô buồn riêng, học riêng rồi, ở riêng rồi, chỉ nhìn với nhau thôi. Nhưng mà cái người ta như vậy, bây giờ mình cũng vượt qua, mình đi chăm sóc ông cất nhà cửa nâu của nhà cửa ông ấy càng người lên ông càng bệnh. Để cho ông tự nâu, những tôi vào đây tự mình nâu nhà đấy, tự rửa đấy, tự giặt giũ đấy, tự phải quét rồi dọn ngõ đường ấy, tự nhiên nó khỏe chứ còn nhà này người càng yếu thêm đấy. Kinh nghiệm của người đàn bà làm hết rồi, đàn ông bệnh tật. Vậy nên là cô xem ở quê Hải Hậu thì cô, hay là bên Giao Thủy hay Nam Định hay miền Bắc mình hay trong này cũng vậy, toàn đàn ông chết trước đàn bà thôi. Đấy là cô cứ xem mà xem họ hàng cho cô ấy. Bây giờ cô thương ông là cô phải bật đi xa, dù bây giờ là già trên 60 này không ai còn quan hệ cái xác thịt nữa, nhưng mà cuối cùng là nó vẫn là cái bệnh lười của đàn ông, không vận động được, già càng vận động được nó càng sinh ra nhiều bệnh. Nhưng mà khi mà mình thương ông chứ bây giờ cũng chẳng còn cái gì phụ thuộc nữa, nương đậu cũng có rồi, kệ ông ấy thôi, mình đi xin ăn rồi. Thế bây giờ con cái này nó có phần của nó như vậy rồi, bây giờ mình đi mình cứu ông ấy là để ông khỏi lười, ông vận động thì đỡ khổ bệnh. Mình được bệnh, trừ được bệnh thì ông cũng phòng bệnh được. Đấy cái được của nó, hai người đều được cả. Nhưng mà rồi con cái nó được, nó lấy gương của mẹ vậy, của cha vậy, nó cũng được. Nhưng mà không vượt đường tại là mình. Cái người có duyên mà không vượt lên được. Cũng như chú nọ về đây, chú làm doanh nghiệp ở Sài Gòn này. Ông ấy, chú bảo con có thể là tháng con định được, nửa tháng con đi được. Thế là bảo xong hôm sau lần đầu tiên bê bình bát đi theo. Hay trước đi đưa cho mấy cô nhà mình, chân như nhà mình ấy là bị tưởng ấy là thiền chết với thiền ôm nọ kia bày ra, tôi nói cho mấy lần không dám lên nữa. Còn cái chú này đi thì cứ đưa ô tô đi võng vẹo như vậy. Bây giờ mưu tầm mưu mã tầm mã, chú ở dưới đấy làm gì, Vũng Tàu làm gì, lên đây mà tập tour đi rồi là được ngày nào hay ngày đấy. Thế là hôm sau chú lên đây đi gất thực phát khóc lên được. Con lần đầu tiên con đi đằng sau nhìn quý thầy đi dáng dình như vậy, con thấy thanh tịnh quá, con ước ao bao lần không được, nay con thấy là mình ngu quá, bao năm mình biết pháp, 4-5 năm này biết pháp, rồi cuối cùng mình cứ đi ông nọ ông kia, thầy nọ thầy kia, cô nọ cô kia, cuối cùng cái pháp ở trên rừng này xong xuống dưới đi xin ăn này nó thế là được 2-3 ngày, tự nhiên có ông thầy ở ngoài Bắc thì trước ông tu viện gì đấy, ông về tu viện, ông bảo là thầy về đến đây chứ ông không bảo chở về trong xuống xin ngay về Sài Gòn này, con chở vào tu viện Nhân Như. Tôi bảo chú bây giờ cũng đang là người đi tu, ông cũng đang đi tu mà ông còn đang đi ra ngoài là ông động tâm rồi đấy. Thế chú bây giờ cư hơn ông ấy, chú bây giờ chú lần đầu tiên với nói xưa qua là con đằng sau phát khóc rồi, con ngưỡng mộ quá, con lần đầu tiên thầy cho con được cái giới mười bị bát đi, thì dù sao kiếp này con không tu được ấy, thì con nghe thấy là nói là kiếp sau con được sinh vào chùa thì con cũng được bê bị bát ngay từ đứa bé, nói câu thế rồi. Thế mà hôm sau nâng cấn này cũng quyết tâm về, vào mấy ngày nữa con đi, thế về ngay đây 4-5 ngày rồi.
Mấy cái ông kia thì bây giờ người ta đi tu rồi mình phải hướng, người cũng phải chối chứ, bảo thầy cũng chối nhưng mà quyết tâm thì con hứa, bảo hứa đấy, thì bây giờ mình đang tu mình hứa mình vô minh, nhưng bây giờ mình tỉnh ra rồi, người thầy chỉ ra rồi thì bảo thầy ơi vậy thì con mới vào đây được 2 3 ngày còn quý lắm, vậy thầy vào đấy thì lúc khác đủ duyên con ấy không có về, vừa vào 2 3 ngày nó này quý thầy thì nhìn lại nó khó, thế ông vui vẻ ngay, ông thầy nào cái trò nó thân mình mà nó vào nó tu thì ông thầy sướng quá này độ cho nó mới được vào vậy chứ, đây ông thầy cũng thích ngồi xe riêng đi vào tận tu viện ấy, thì còn nói gì nữa, đấy là vẫn vô minh đấy, là nợ nó đấy. Chứ mà như tôi đấy là đi xe đạp 40 cây từ đây sang núi Dinh, là đi về là 40 cây tôi có nó đòi 200.000 tiền xe ôm, sau đòi xuống đến 200 250 tôi không đi nữa, tôi sang ông thầy chủ trì bên kia ông bảo này thôi sao mà thương thế, đi xe đạp già 65 tuổi đạp từ bên đấy nó nhiều cái dốc, bảo năm lúc không đặt lên được cái thẻ nó lưng sưng luôn đấy, định dắt bảo vượt qua đi mày, ngày xưa này ở Đà Nẵng quân đi bây giờ ra mới 20 tuổi mày đi bộ 50 cây số từ ga Thanh Hóa vào tận Vũ Quang Trung 50 cây mà mày còn đi được, nay ăn thua gì, vậy là đi vào được đấy thầy, lúc về ông bảo thôi để xe đây cho người nay về, còn xe để đấy bảo thôi con mang xe về đi mượn của dân không có thì người ta này, người dân cái xe đạp họ quý lắm, thế là mình đi về đấy, nên là ông thầy khiếp một vành luôn, ông bảo những cái gì tiết kiệm nhưng mà thầy ơi 150 là cuối cùng nhưng mà nó mất 5 ngày ăn, mà mình giờ không làm ra cái gì mà lấy 5 ngày ăn của Phật tử là mình chết thầy, ông không dám nói gì luôn. Đấy vượt qua đấy chứ không phải là mình cạo cái đầu cái đắc cái y là mình có quyền mình thích đi đâu là tiền nong của mấy ông thầy, như là thầy thầy để có mua máy bay cho thầy nhá, cũng ở à máy bay vào 2 triệu 3 triệu, ô tô nó có 1 triệu xong đi đó, đi ô tô đã chết rồi, vì không có đi đi xe buýt, xe buýt thì nó thì đi khoảng cơ từ Bắc vào Nam xe buýt chưa đến 400.000 500.000 thôi à, vậy thì mình đi xe buýt cứ hết tỉnh nọ sang tỉnh kia nối tỉnh kia được mà, thì mình cứ đi việc gì mình phải gọi người bán đồ trên mình biết rồi vậy, nhưng mà lại cứ thích đi cái này cho nó oai, nhưng mà tiền nong thì không biết là mình cúng cho người ta từ bao giờ được bao nhiêu là để phước, mà tu không được cái kiếp sau làm trâu làm bò nợ, mà không thì làm công nhân cho nhà người ta có cái gì đâu, ông thầy ông nói rõ ràng, ông thông nam nói rõ ràng là thế nữa, ông Thanh Từ nói vậy đấy, vậy nên thôi phải tiết kiệm, không tiết kiệm là chết đấy. Đấy ông tôi cũng nói với các chú nay 2 người đi xuất gia đấy, chuẩn bị xuất gia đấy, đi máy gì đấy, tôi bảo xuống dưới bếp để xem là có cái đồ cũ nào của xuất gia thì mang đến mà đắp y áo không cần may đâu, thế là đây là tôi có mỗi cái là y là được cái nhóm nguyên thủy ở Chân Như ở dưới Vũng Tàu là cũng cái y thượng, còn cái y hạ cái y trung là tôi lên cái thất ở trên chỗ chỗ thầy Bảo Nguyên ở trên núi Thị Vải, tôi thế ở trong đấy có tôi mặc luôn đây này, mà nay 4 5 năm rồi vẫn để nguyên có gì đâu, vì gì vậy mà cũ được thì càng tốt mình đỡ nợ, vì ông vứt đi rồi ông thải rồi thì mình mặc, đấy là cái phần ông nợ đóng nợ rồi, còn mình đấy tiết kiệm cũng Phật ngày xưa ông đi lấy áo phấn tạo đấy thì bà nạp đấy thì có phải là ông không từng miếng vải thây ma máy rác không, có phải là ông có nợ nhờ một ai đâu, nhưng mà mấy chú thấy cứ nhìn nhau tôi bảo thôi vậy thì để tôi sẽ xem có người cúng dường, cái điện cái nào người tự nhiên cúng dường chiều nay họ bảo cho người xuống đất may đo luôn, có vẻ khoan khoái lắm này, tu vậy đi không biết nợ, mình không biết là mình có cúng dường cho người ta cho ai được tí nào đâu, mà bây giờ mình nợ thì mình bảo thôi thì già thì mà bắt canh mà trẻ manh áo mới, ở ngoài đời nói vậy mà, mình già rồi thì mình thôi ăn bắt canh thôi, nhưng mình không cần quần áo lắm tiền, nhưng mà trẻ nên bắt đầu vào xuất gia không phải long trọng đi mặc quần áo của người ta mà, nhưng mà họ thiếu chí kiến, nó thật với cô như vậy, ông Phật ngày xưa là ông đắp y là ông đi nhặt máy rác ấy. Mình phải theo học ông Phật cái gì học ông Phật chứ, còn mình nhận người ta đang nợ chứ nói mình cao đầu là mình không nợ người ta đâu, nên tôi đắc ý lúc nào y thường cô hôm đấy cô trao chúng tôi cái nhóm trao chúng tôi ở dưới đây là tôi luôn luôn là cứ cầu nguyện ước nguyện, cuối cùng thì ông Tâm Phước này là ông Dũng Thành để râu này ông đi làm xe đạp ông không có xin ăn nữa đâu, ông Tâm Thành thì bây giờ là ông cũng đi thì thôi vào tất tu rồi, ông cũng lung tung cả khó, chỉ được có mấy cô thôi mà rồi có vượt lên hôm qua gặp cái chú đấy, à, chú lên đây đi, chú ra tận Yên Bái được thì chú về đây đi, đấy bên đây nó cũng điều kiện y như vậy đấy, không có gì đâu, ăn uống nó đủ đủ chất, một ngày một bữa 3 4 loại hoa quả, bây giờ tôi ăn hoa quả ai ăn cơm nữa đâu,
bột dinh dưỡng chín ngũ cốc hôm qua đưa cho chú một bịch đấy, một Dạ. bịch ngũ cốc chín loại, một loại vừng đen vừng trắng xay lẫn nhau để ăn thêm đấy. Đấy nó thay Dạ. vừng đấy, tốt lắm, đủ dinh dưỡng, nhiều tiền, Dạ. người ta cúng dường đấy. Vậy này ông thích quá vậy nhưng mà cũng chưa thấy nói gì, thế bảo một vài ngày nữa con lên ở Dạ. nhà đến thì đã thấy đi chợ đá lạnh để cho con trâu nó bán rồi. Thôi Dạ. khùng chết khó lắm, Dạ. nên vượt qua nó khó, nên cô cố gắng đi. Bây giờ đấy năm nay thì tính cho được bao tháng ở thất rồi, tu rồi, mà năm ngoái được 8 tháng, thì thôi bây giờ là vượt đi, để đêm nay suy nghĩ, biết đâu là ngày Dạ. mai từ trường này nó đón vốc hát mang bộ quần áo này này ngồi tu ở luôn để đi khất thực Dạ. luôn, thì cô mới vượt đi được. Dạ. Tiếc lắm, cố gắng lên đi, kinh nghiệm lắm rồi, đi mấy Dạ thầy vâng. của thầy Chân Như rồi mà không vượt Dạ. được là nên không có cơ hội, mà bây giờ nó có cơ hội rồi, cố gắng. Dạ vâng. À, con cảm ơn thầy. Cố gắng Thầy lên đi. có gì? Dạ vâng. Con cảm ơn thầy nhiều lắm, để con điện cho chị Tâm bên kia để con Rồi, tâm đấy sự bây một chút giờ xíu. sắp xếp cô sắp xếp cho cái đợt này lên, thứ hai là sắp xếp cho Tết đi xem là cái nhóm ấy lên đây được bao nhiêu người, lên đây là cứ thế người ta nấu cơm cho ăn là cứ vậy mà đến xin ăn đi. Nhớ là đã đi độc cư rồi mà đến cái nơi mà mình được bê bình bát ấy, dù mình có Dạ. tu được hay không tu được, cái nữa mình không vẫn chưa sống được 10 điều lành ấy, thì để mà Dạ. không tái sinh luân hồi nữa thì kiếp sau mình phải nợ một người nào đó, mình đẻ ngay mà ở cái nơi mà mình được đi xin bình bát luôn. Bình Dạ. bát nó là nhân thôi mà, thì phải có quả chứ. Đấy nhớ Dạ vậy, quá. chứ còn không phải đến đây để mà nấu cơm ở bếp ăn, tu viện không có cái bếp đâu. Ông thông nào cũng dạy vậy đấy. Và hơn nữa Dạ vâng. là trong kinh Nguyên Thủy Nakaya, tu viện không có cái bếp. Có cái bếp là thích món nọ món kia rồi bàn nhau nọ kia, cứ tốt nhất là người ta cúng dường cho mình cái gì là mình ăn cái đấy. Mà đây là Dạ. ta luôn luôn cúng dường cho mình thức ăn ngon 7 tháng nay rồi cô. Dạ Vậy nên là cố gắng bản với cô ấy đi, xuống đây chỉ có bê thì mình ăn xin ăn thôi. Đấy ở nhà Dạ vâng. tu nó có điện trụ sứ rồi, đầy đủ rồi, điện nước đầy đủ rồi. Đấy, Vâng. ở dưới chân thành phố như vậy, chân núi như vậy là rất tốt. Dạ, Đấy con còn cảm ơn đi, ừ vậy nhá. Đấy thầy. cố Dạ gắng vâng, lên để con cô. điện cho À, cố bạn. gắng đi. À, rồi 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 rồi. Dạ. Mô Phật.